xin kính chào quý vị. Hôm nay Chế Linh xin mượn bài hát Chế Linh đã viết cách đây mấy mươi năm về trước. Bài hát được mang tên Đoạn buồn đêm mưa. Chế Linh cũng xin nói một chút xíu về cái hoàn cảnh viết bài hát này. Chế Linh viết hồi năm 1969, trong một đêm mưa tầm tã tại Sài Gòn. Và coi như ở trong cái tâm trạng không thể đi tới với người yêu được, mà phải lỗi hẹn vì mưa quá lớn và lụt lội. Bài hát này hồi coi như Chế Linh viết thì không có cái đoạn mà bài ca gom góp hay là góp gom gì đó một đêm đó, chỉ có thêm cái lời bài ca anh viết ghi một đêm, coi như để kỷ niệm đó. Thưa quý vị, Chế Linh cũng nghe chị Nguyễn Thị Phương Hằng. Nguyễn Phương Hằng có hát mấy lần mà Chế Linh thấy là dễ thương, rất dễ thương, và rất cảm ơn chị, cảm ơn mọi người đã hát trọn bài hát này. Xin kính chào quý vị. Hôm nay Chế Linh xin mượn bài hát Chế Linh đã viết cách đây mấy mươi năm về trước. Bài hát được mang tên Đoạn buồn đêm mưa. Chế Linh cũng xin nói một chút xíu về cái hoàn cảnh viết bài hát này. Chế Linh viết hồi năm 1969, trong một đêm mưa tầm tã tại Sài Gòn. Và coi như ở trong cái tâm trạng không thể đi tới với người yêu được, và phải lỗi hẹn vì mưa quá lớn và lụt lội. Bài hát này hồi coi như Chế Linh viết thì không có cái đoạn mà bài ca gom góp hay là góp gom gì đó một đêm đó, chỉ có thêm cái lời bài ca anh viết ghi một đêm, coi như để kỷ niệm đó. Thưa quý vị, Chế Linh cũng nghe chị Nguyễn Thị Phương Hằng. Nguyễn Phương Hằng có hát mấy lần mà Chế Linh thấy là dễ thương, rất dễ thương, và rất cảm ơn chị, cảm ơn mọi người đã hát trọn bài hát này. Tôi chưa bao giờ xấu hổ, tôi chưa bao giờ dục vì tôi tù, vì tôi không hút máu nhân dân, tôi không làm điều gì sai, tôi chỉ muốn hy sinh cho nhân dân. Có đúng không quý vị? Và sau cái buổi này thì tôi mong rằng cái drama của Nguyễn Phương Hằng khép lại. Và tôi cũng xin nói rõ là từ khi tôi rời khỏi đại gia Mang Phước, tôi chưa một lần xuất hiện trước công chúng, tất cả là pha kè. Và cũng từ hôm nay trở đi, tôi cũng không bao giờ tổ chức một cuộc live stream nào hết, vì sức người có hạn, cuộc chơi thì quá dài. Cho nên tôi còn chồng, còn con, còn yêu bản thân tôi nữa. Cho nên tôi xin khép lại. Bây giờ ai nè, bỏ 1.000 tỷ ra mua cái nhẫn kim cương này, tôi cho vô quỹ mặt trận Tổ quốc liền. Mua đi, mua giùm tôi đi, 1.000 tỷ tôi cống hiến vô mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tôi hứa danh dự với quý vị, lời hứa ngày đầu tiên tôi xuất hiện tại Đại Nam. Bây giờ quý vị thấy rồi, sau khi tôi đi tù thì quý vị thấy rồi đó. Đó là sự thật. Đó là về một vấn đề nhạy cảm mà tôi không thể nói với ai hết, là vì vấn đề này tâm linh. Tâm linh không đùa được đâu quý vị. Có thể tôi mang một sứ mạng, hoặc là có thể một ai đó đã ai oán một điều gì đó, đã xúi dục tôi và luôn kêu bên lỗ tai tôi. Cho nên tôi quốc không trưởng bắt nào. Tôi biết những cuộc nói chuyện nửa say nửa tỉnh, và chính tôi ngày hôm sau nghe lại, tôi cũng không tin là tôi đã phát ngôn những cái điều mà nó đi quá với con người hiểu biết của tôi. Đó là sự thật, một sự thật mà không có ai thông cảm cùng tôi. Cho nên tôi quyết định chơi cuộc chơi này, và tôi tuyên bố là công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao. Khi tôi bị bắt vào,
thì hỏi tôi là tổ chức nào đã thuê tôi và tôi chửi thuê cho ai. Có lẽ là tôi đã chửi thuê trong trời. Và trong tận cùng của khổ đau tôi cũng biết kêu trời, vì tôi đã hy sinh cho nhân dân bằng những câu chuyện tôi làm. Đến ngày hôm nay, dù thương dù ghét gì thì tôi cũng đã mang niềm tin của nhân dân đến với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đó là một sự thật, dù thương hay ghét không thể phủ nhận bà Nguyễn Phương Hằng, đúng không quý vị? Và quý vị thấy bao nhiêu cơn bão đã đi qua, nhân dân và nghệ sĩ tự phát, chính quyền không quyên góp được bao nhiêu, cuối cùng tôi đã làm một điều mà chính tôi đã trả một cái giá là tù tội. Tôi không ân hận, vì chỉ có tôi mới hiểu được tôi làm điều gì. Trời biết, đất biết, lương tâm tôi biết. Và cái khổ đau đó tôi là người gánh lấy. Tôi chỉ muốn xin quý vị một điều, kể cả những người làm báo chí, lên đài, lên YouTube, làm ơn tha cho tôi. Bà tù, bà Hằng vừa mới đi tù, bà Hằng bị kêu án tù. Đó là một cái điều gì đó rất cay đắng cho tôi. Một người phụ nữ như tôi vi phạm pháp luật thì tôi đã đi tù, và ngày hôm nay tôi đã trở về được tự do, thì làm ơn đừng nhắc tới chuyện tù tội của tôi nữa. Vì tôi đi tù vì nhân dân thì xin hãy bỏ cái chữ tù tội đó đối với tôi đi. Tôi đi gom ghế cho quý vị ngồi đó. Có đúng không quý vị? Việt Nam.